Càng như các bạn đã thấy, hôm nay tại Berlin rực đỏ màu cờ của Việt Nam, cờ Đức và cờ của Trung châu Âu. Tất cả mọi người Việt Nam, đặc biệt là chị em phụ nữ với chương trình Áo dài vì hòa bình, những người chân yếu tay mềm, những người yêu mến hòa bình, những người con cháu của hậu duệ của bà Trưng bà Triệu đã xuống đường tuần hành hòa bình và đang kéo đến Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam. Và các bạn đã nhìn thấy rực rỡ cái màu cờ này, đấy là tinh thần của Việt Nam, tinh thần quyết thắng của Việt Nam, tinh thần yêu chuộng hòa bình. Việt Nam lúc nào cũng yêu mến hòa bình, nhưng mà sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo. Vâng ạ, chúng tôi đã ghi nhận đấy, ban tổ chức cuộc biểu tình này, trong đó có chị bà Trịnh Thị Mùi, một trong những người khởi xướng mà những người tổ chức cuộc biểu tình này cùng với ban tổ chức có mặt ở nơi đây. Và chúng tôi thấy rằng đây là tinh thần yêu mến Việt Nam, tinh thần về hòa bình, tinh thần của bà Trưng bà Triệu, của những người dựng nước giữa nước với những người bảo vệ hòa bình. Vâng, ca khúc Nối vòng tay lớn đang được hát lên trong cuộc biểu tình này, biểu tình hòa bình, cũng như tất cả những mong muốn của người con Việt Nam là yêu mến hòa bình và đoàn kết vì hòa bình. Kêu gọi tất cả các nước trên thế giới vì hòa bình. Vì hòa bình là phải đấu tranh với những kẻ ngoại xâm, đấu tranh với những cái kẻ đã chà đạp luật pháp quốc tế và yêu cầu phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Hôm nay ngày 18 tháng 8 2019 tại thủ đô Berlin, các bạn đã nhìn thấy rực rỡ màu cờ cờ đỏ sao vàng. Đấy là những lá cờ của bà con người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam. Vâng ạ. Và ngày hôm nay chủ yếu là chị em phụ nữ với tinh thần áo dài vì hòa bình. Những người phụ nữ hôm nay mặc áo dài. Vâng ạ, chúng tôi đang nhận thấy người Việt Nam đang có mặt ở nơi đây. Và chúng tôi đang nhận thấy một cái phong trào đấu tranh vì hòa bình đang tràn ngập trong lòng của người Việt Nam và bạn bè trên thế giới để bảo vệ hòa bình. Vâng, trên đường phố hôm nay rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng. Và cái cờ đỏ sao vàng ấy không chỉ có màu cờ chấm trên tay mà tất cả trên màu áo đỏ, đấy là thể hiện của những người Việt Nam, thể hiện cái tinh thần yêu nước, tinh thần quật cường của những người Việt Nam. Và trong những chuyến xuống đường ấy có cả những bạn Đức đã cùng xuống đường cùng với nhân dân Việt Nam để alo quên đi giá kèn quên đi giá kèn hỏi rồi buôn. Vâng, và họ vâng ạ, các bạn đã thấy là người Việt Nam và người Đức cùng đoàn kết xuống đường để biểu tình, để phản đối Trung Quốc. Chúng tôi đang nhắc lại. Vâng ạ, năm 2014, người Việt Nam đã hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình. Và hôm nay là chị em phụ nữ mặc áo dài tuần hành vì hòa bình, xuống đường vì hòa bình để đấu tranh bảo vệ hòa bình.